Xin chào các bạn, đây là clip thứ tư trong bài Kanji số 5 của giáo trình Mina ha. Chúng ta sẽ tiếp tục học 15 chữ tiếp theo. Đó là phiên băng cho tới quỷ y ha. Nghe chữ quỷ y này. Chúng ta đọc nè. Phiên băng tiếng sen bá hờ cử đa ta phục phu cử kiến kinh giáp vô tử si viên ở đây phản hành thành vô độ tô tính xe quỷ y ha. Tới ngay chỗ này. Rồi, không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ ghi vào chữ Kanji thứ nhất. Đó là chữ phiên băng. Phiên băng thì chúng ta thấy ở trên này ha. Ở trên này á, nó là kanji, nó là chữ biện. Biện có nghĩa là phân biệt, nhưng mà chúng ta ghi tách bộ của nó ra, nó là việc trái nè ha. Sau đó tới mễ gạo nè ha. Rồi tiếp theo tới điền ruộng nè. Ruộng ở dưới, gạo phía trên và một việc ha, nghĩa là đại diện cho cắt. Phiên băng ha. Tuyến sen, chữ tuyến này hồi nãy chúng ta đã học rồi, thì chữ tuyến có nghĩa là tuyến đường, một cái tuyến lộ, thì chỉ có bộ mịch tơ là nó đại diện cho một cái gì đó rất là dài ha. Rồi sau đó bạch trắng, một sợi chỉ thì nó là màu trắng, rồi nó giống như là dòng nước, tuyến ha, tuyến sen. Rồi tiếp theo là bát ha cừ ha. Chữ bát thì nó gồm có bộ thập 10 ở phía trước. Rồi chúng ta sẽ ghi nó là nhất một ha, nhất một và nhật ngày. Nhật ngày. Sau đó là cổn, chúng ta sẽ sổ nó xuống và một chủ chấm ngay chỗ này. Sau đó tới một thốn là một tấc ha. Đây là bát ha cừ ha, bát ha cừ. Data ha. Đa thì nó gồm có hai chữ tịch. Đa ha, nhiều. Data. Mấy kanji này tương hồi nó dễ mà. Tại nhìn vô là chúng ta biết liền là nó không có bị ít bị lộn á. Phục, phu cừ, phục là trong từ phục, thường phục. Thì nó gồm có con người ha, con người thu phục con chó. Đây chữ đại. Thì một chấm nó là chữ khuyển, khuyển là con chó. Thì đây là chữ phục, đọc là phu cừ. Rồi tới kiến ken ha, kiến là nhìn, đi đâu thì cũng phải đem theo con mắt ha. Kiến ken, đây là bộ nhân đi ở phía dưới. Kiến ken, giáp cô, đây là kanji tượng hình ha, đây nó giống như con sam vậy bạn ha, nhật ngày và cổn sổ. Đây là con sam ha, con sam nó đại diện cho chữ giáp trong từ áo giáp nữa. Rồi tử si ha, đây là kanji, đây là chữ liễu. Chữ liễu trong từ kết liễu ha. Rồi sau đó thêm nhất một vô nó ra chữ tử ha, tử con, tử si chứ lộn, tự nói đừng nói là bộ rồi, nó là bộ tử con nhưng mà tử đọc là si. Viên en thì chúng ta sẽ có bộ vi là vây quanh, chúng ta sẽ ghi tới đây trước thôi, không có đóng nó lại nha. Rồi sau đó tới ở bên trong á, là bộ là chữ viên thì nó gồm có thổ, công viên thì nó phải có đất đúng không ạ. Rồi sau đó tới khẩu miệng, rồi sau đây là việc trái, cổng sổ, chữ chấm, việc phải. Rồi sau đó chúng ta sẽ đóng lại ha. Đây là viên trong từ công viên, viên en. Rồi, đại đai, chữ này dễ rồi, chúng ta sẽ ghi chữ đại ra ha. Đại đai. Phản ha. Chữ phản này nó đọc là han nhưng mà hình như đa phần ít khi nào bạn thấy đọc bằng han lắm. Thành ra dưới đây Phúc có ghi là Saka ha. Khi bạn chuyển âm nó ra ha, nếu bạn xài nó sẽ là sai, tại vì chữ ha này ít khi nào mà nó xài chữ ha lắm, nó xài chữ saka không mà là con dốc á. Thì con dốc chữ phản, chữ phản ta sẽ là con dốc, tại người ta quy định vậy rồi, đơn giản vậy thôi, chứ mình không có cự cãi, giống như tên của mấy bạn vậy đó, người ta đã đặt giống như vậy thì nó là như vậy thôi, chứ không có giải thích ra nhiều. Có nghĩa là người ta quy định, cái chữ phản nó nghĩa là con dốc, thì con dốc đó là một cái đất, một cái gò đất thì nó phải có bộ thổ phía trước và thổ phản ha. Đây là bộ hén là sườn núi, sau đó chữ hụ là lại nữa đó, đây là chữ phản ha. Saka. Rồi chữ thành, thành là cái thành lũy, thành lũy thì lúc nào nó cũng được xây tên từ từ đất là thổ ha. Sau đó tới chữ chữ thành thì nó gồm có bộ hén sườn nè ha, rồi tới bộ bao nhỏ bên trong nè ha. Rồi tiếp theo đây là hoa hoa ha. Nè hoa hoa nè,
qua là cây hoa, cây mâu, cây giáo á. Chúng ta sẽ che cái phần này lại, chúng ta sẽ thấy đây ha, đây là bộ hoa hoa. Rồi thành rô, chữ rô này nó có ưu tại chữ thành nó tới 5 chữ là. Rồi bắt đầu xuất hiện kanji của N2. Kanji này không xuất hiện trong mina, thành ra ý nghĩa của nó Phú có ghi ở phía trên rồi cho các bạn định dạng. Còn những kanji còn lại, ý nghĩa của những kanji này chính là từ vựng chứa chữ kanji này ha, ý nghĩa của nó. Đây, đồ tô, đồ nó là sự sơn phết. Chúng ta đồ lại cái nét chữ chúng ta đã ghi, có nghĩa là chúng ta phải tô nó lại. Thì cái ý nghĩa người xưa người ta nói là gì? Đó chính là thủy là nước, nước thì gì? Nước thì nó mang lại cái phù sa nó nhiều và nó dư, thành ra phía sau nó chứa kanji là chữ dư nè, phải không? Chữ dư đây là chữ kanji nha. Và chữ dư này nó gồm bộ nhân ở phía trên ha, rồi nhị hai ở phía dưới và tiểu nhỏ ha, đây là chữ dư. Nước nó dư, dư giả thì nó bồi lên trên mặt đất ha, đây nó có một thổ là đại diện cho đất. Đồ lên trên một đất một cái lớp đó người ta gọi là lớp phù sa, thì người ta mới định dạng cho nó là chữ đồ trong sự sơn phết, có nghĩa là chúng ta dùng phù sa chúng ta sơn phết lên trên mặt đất một cái lớp, nó gọi là đồ ha. Đồ tô, chữ tô này nó không có ư tại vì đồ này nó có hai chữ nha bạn. Tính C, tính danh có nghĩa là tên họ của mình á, thì cái từ vựng này bạn học lên tới này hai bạn sẽ gặp à, chứ bây giờ nói thì chúng ta cũng không có nhớ. Tính danh có nghĩa là họ tên của mình. Họ tên của mình thì nó có là bộ nữ ở phía trước hay là con gái, sau đó nữ sinh. Nữ sinh. Nữ sinh gì? Nữ sinh tính ha. Nữ sinh tính. Tâm thanh tình ha. Mấy bạn nhớ mấy cái này ha, nữ sinh thì nó là ga ga tính ha. Đây là chữ tính và đọc là C. Rồi tiếp theo, chữ quỷ trong từ quỷ ban á, quỷ ban hợp tác xã rồi nọ đó. Thì quỷ thì có nghĩa là quỷ ban hồi xưa thì là phải có lúa ha, có nghĩa là cái người giữ lúa, nó gồm có bộ quà là cây lúa ở phía trên, sau đó bộ nữ ở phía dưới là đại diện cho người phụ nữ. Người phụ nữ giữ lúa ở đâu? Ở trong quỷ ban ha, là người phụ nữ thường là làm thủ kho đồ này nọ, thì người phụ nữ là công tư và tính toán chính xác hơn. Nam nhi thì chỉ có đi nhậu thôi ha, rất là tệ, không có được cái gì cả. Đây là quỷ, nó đọc là y, quỷ y. Rồi, chúng ta ôn lại chút xíu bằng kanji mà chúng ta đã học. Ha, quỷ y, tính C, đồ tô, thành rô, phản sa ca, gọi là han, đại đai, viên en, tử si, giáp cô, kiến ken, phục phu cừ, đa ta, bát ha cừ, tuyến sen, gọi là phiên băng. Phiên băng tiếng sen bát ha cừ data một phương cừ tiếng ken giáp cô tử si viên en đại đai phản han thành rô đồ tô tính c quỷ y. Rồi chúng ta kết thúc video ở đây ha, cảm ơn Phú, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều, Phú cảm ơn.